Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chuyến airdrop nhận 20.000 token Solar Swap Exchange. Con này Gao 3 nha tất cả các bạn. Thì con token này nó đã cho swap qua các bạn giao dịch qua sàn Solar Swap Exchange nè các bạn. Chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain Bet20 nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mới link phong nha tất cả các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên cũng như thường lệ là các bạn join vào kênh group kênh seller nè các bạn. Cái này nhiều dáng ra quá các bạn. Rồi multi thì bạn bấm vào multi nha các bạn. Rồi tiếp tục còn đáp lời bạn cho anh tiếp kênh seller nữa nè, telegram group nữa chứ, sorry các bạn. Rồi gì mình đã son rồi nha các bạn, con này Gao 3 rồi bạn bắt đáp lời. Rồi tiếp tục các bạn son xào kênh telegram nó luôn các bạn. Này mình chỉ kiểm tra thôi các bạn, trước kia Gao 1 Gao 2 Gao 1 cái gì mình đã có làm rồi các bạn. Rồi multi bấm giải multi nè các bạn. Con này đang nhiều gì ta. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter nè các bạn. Rồi một token XLX bằng 0.0002 đô. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục các bạn vô đây các bạn retweet và comment tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt các bạn tan 3 người bạn mình vào đó các bạn. Rồi tiếp tục vào mất áp lực. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền username telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn vào setting copy username telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi làm cái link retweet nha các bạn. Rồi trên Twitter thì bạn nhấp vào bài và anh cùng nhấp nhập một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tự quyết nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên pha các bạn để mình coi bài chính xác bài nó không các bạn. Rồi chính xác rồi các bạn, mình sẽ dép lại. Rồi các bạn dán lên ghi quyết ở đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Binance Smart Chain Bet20. Các bạn có thể dùng địa chỉ với trên MetaMask Wallet nha các bạn. Các bạn sẽ chép địa chỉ Binance Smart Chain Bet20 mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục có một Instagram username thì các bạn điền giùm mình cộng anh 361 362 các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả dưới video đó các bạn. Các bạn copy các bạn bắt vào các bạn. Rồi bấm gửi là xong nha các bạn. Ok vậy mà đó dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 20.000 token Solar đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.